Cũng trong sáng nay 13 tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị huyện Nam Sách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Sách tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri huyện Nam Sách với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Hội nghị trực tuyến diễn ra tại 3 điểm cầu, gồm Trung tâm Hội nghị huyện Nam Sách, Trung tâm Văn hóa xã Hồng Phong và Trung tâm Văn hóa xã Thanh Quang. Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 của tỉnh có 5 ứng cử viên là ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Vụ trưởng Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, bà Đinh Thị Ngọc Dung, nhân viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, bà Nguyễn Thị Đàn, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Thu, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh số 6 gồm ông Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, bà Nguyễn Thị Thùy Chi, nhân viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh, ông Hồ Ngọc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Sách, bà Vũ Thị The, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Nam Sách, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, ông Nguyễn Trà Vinh, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe thông tin tóm tắt về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ý thức về việc tham gia ứng cử là vinh dự và trách nhiệm quan trọng của bản thân, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 cam kết trước cử tri nếu được tín nhiệm bầu chọn trở thành đại biểu Quốc hội khóa 15, sẽ tích cực tham gia xây dựng thể chế chính sách, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cho tỉnh, thực hiện tốt công tác giám sát, đồng thời tiếp thu ý kiến nguyện vọng của cử tri để truyền tải đầy đủ và giải quyết kịp thời những bức xúc của cử tri. Bên cạnh đó, quan tâm đến nâng cấp các công trình di sản để xây dựng phát triển du lịch Khoa Bảng tại huyện Nam Sách, giải quyết vấn đề an sinh xã hội còn tồn tại, đặc biệt là chính sách hỗ trợ nhà ở với những người có công với cách mạng. Cử tri bày tỏ sự vui mừng trước thông tin ứng viên, hoan nghênh những cố gắng của các ứng viên tái cử đã thực hiện tốt trong nhiệm kỳ trước, đồng tình, tin tưởng vào năng lực, đạo đức của ứng viên ứng cử nhiệm kỳ mới.